cựu đại sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam, ông Ted Osius mới lên tiếng cho biết ông từ chức vì bất đồng với chính sách của tổng thống Trump, trong đó có việc bị ép về kế hoạch trục xuất hàng nghìn người gốc Việt. Trong bài viết có tựa đề lên tiếng trên trang của Hiệp hội các nhà ngoại giao Mỹ, ông Osius nói rằng ông gia nhập nhóm nhiều nhân viên ngoại giao kỳ cựu quyết định từ chức năm 2017 với các cảm xúc lẫn lộn. Nhà ngoại giao hiện là phó chủ tịch Đại học Fulbright nói rằng việc Mỹ rút khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP là chuyện tự gây thương tích. Ngoài ra, ông còn đề cập tới chính sách về vấn đề biến đổi khí hậu hay lệnh cấm đi lại đối với nhiều quốc gia Hồi giáo. Một vấn đề được coi là giọt nước làm tràn ly, đó là khi ông Osius được yêu cầu phải thúc ép chính phủ ở Hà Nội nhận từ Mỹ hơn 8.000 người, phần lớn từng bỏ chạy khỏi miền Nam Việt Nam bằng thuyền những năm sau cuộc chiến ông Osius viết. Phần lớn những người bị nhắm mục tiêu trục xuất đôi khi vì các vi phạm nhỏ nhặt là người tị nạn từng sát cánh với Mỹ, những người trung thành với lá cờ của một quốc gia không còn tồn tại và họ bị đưa trở lại nhiều năm sau tới một quốc gia do chính quyền cộng sản nắm quyền mà họ chưa bao giờ hòa giải. Tôi lo ngại nhiều người sẽ trở thành các trường hợp dính tới nhân quyền và chính phủ của chúng ta có lỗi, Nhà ngoại giao có nhiều năm gắn bó với Việt Nam cho biết ông lên tiếng phản đối nhưng được chỉ thị phải giữ im lặng, đồng thời kết luận rằng ông có thể phục vụ đất nước tốt hơn từ bên ngoài chính phủ bằng cách giúp xây dựng một đại học mới đầy sáng tạo ở Việt Nam. VOA tiếng Việt chưa thấy Bộ Ngoại giao Mỹ và Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ, ICE, vốn thực hiện các vụ bắt giữ di dân, lên tiếng sau bài viết của ông Osius. Đây là lần đầu tiên ông Osius công khai trải lòng về sự bất đồng với chính quyền của ông Trump sau khi rời vị trí người đứng đầu cơ quan ngoại giao của Mỹ ở Việt Nam vào tháng 10 năm ngoái, ít tuần sau khi gần hoàn thành nhiệm kỳ 3 năm mà báo chí gọi là mãn nhiệm.